Cô ở đây, cô ở đây, thừa thôi. Người hầu còn có ít hơn cô, khôn lên một chút cũng còn hai bữa cơm mà ăn. Còn bằng không, đợi ngày cuốn gói đi. Tự nhiên phải nuôi thêm con chó. Tốn cơm gạo, bà nói cái gì? Bà lặp lại lần nữa đi. Tôi nói cô đó. Má cô bỏ cô rồi, con chó hoang như cô, ở lại đây ăn mày thôi. Muốn đánh tôi hả? Dựa vào cô, cây cao gối suy nghĩ lại đi. Ai là chủ, ai là tớ? Lý quán trả ơn. Coi chừng bị trời đánh đó. Em à, đừng có giận nữa, uống ly trà trước đi. Thiếm bà đúng là quá đáng thiệt đó. Lúc nãy em cũng hơi nóng nề. Nếu biết nghĩ một chút thì đâu cần như bây giờ không thể có giận được. Nóng nảy gì chứ, thiếm bà nói chuyện sóc không móc họng không mà em nhìn được mới lạ. Nhưng mà thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Em mà nhìn bà ta, đến cuối cùng bà ta còn đắc thắng hơn. Bây giờ quan trọng nhất là cha mau chóng tỉnh lại. Minh Huệ à, em coi cha là cha thôi, nhưng mà còn những người khác thì không biết họ nghĩ gì. Lúc nào chú ba thứ ba cũng nghĩ chúng ta sẽ giành gia tài với họ, hở chút á thì dùng lời bới móc. Nhưng chúng ta ngay thẳng đàng hoàng, thật lòng với cha mà, sợ gì người ta nghĩ sao chứ. Để cho em. Không cần đâu, qua của cha tôi trồng, không cần cậu lo. Em hiểu, cô giận mẹ con em liên lụy đến cô. Chị Quang đã kể hết mọi chuyện của cô và má cho em biết hết rồi. Tam tiểu thư, cô giận thì giận, nhưng em hy vọng cô chịu nghe em nói. Nếu má thật sự như cô nghĩ, tìm lại cô là vì đồng tiền đó. Vậy tại sao má không quay lại tìm cô sớm vài năm nữa chứ? Mẹ con em ở dưới quê chịu cực khổ rất nhiều năm, không một bữa no bụng. Mẹ con em còn từng ăn vỏ khoai lang suốt một tháng. Nếu má muốn tìm cô để kiếm lợi lộc thì đã về lâu rồi, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay chứ. Bao nhiêu năm qua, má không hề nhắc trước mặt em là có người chị như cô. Tại sao? Bởi vì má không muốn bất cứ ai biết thân thế của cô hết. Chị Quang nói cho em biết, chẳng qua má muốn gặp đứa con mà 30 năm rồi má không hề gặp hoàn thành tâm nguyện thôi mà. Chưa bao giờ má sẽ nghĩ sẽ nhìn nhận cô, ảnh hưởng cuộc sống của cô. Lát nữa em sẽ thu dọn rời khỏi mãn duyên. Không phải em sợ sự bạc đãi chua cay của nhị phu nhân. Chẳng qua em không muốn cô vì mẹ con em nên bị người ta công kích. Từ nhỏ má đã dạy em, làm người phải không ngừng vươn lên. Trời không triệt đường con người. Cuộc sống khó khăn cách mấy, chỉ cần mình chịu khó, nhất định sẽ vượt qua. Tam tiểu thư, cô bảo trọng. Má thật sự không nên. Má thật sự không nên. Má đừng vậy mà. Nếu má không đi thăm anh Sơn thì đã không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ lại làm hại cả Minh Huệ. Má hại con, hại cháu. Sao má ngu tới như vậy chứ? Má à, không ai muốn hết đâu. Không ai muốn hết mà. Bây giờ má không mong gì hết. Má chỉ mong anh Sơn sẽ tai qua nạn khỏi là được rồi. Lão gia phước lớn mạng lớn, nhất định tai qua nạn khỏi. Má à, lão gia khỏe lại, má thật sự đành lòng xa nơi này, mãi mãi không gặp Tam tiểu thư sao? Nếu có thể được nhìn thấy Minh Huệ sống vui vẻ hạnh phúc thì cho dù bắt cả đời má không gặp nó, má cũng cam lòng. Nhị phu nhân uống trà. Tam tiểu thư. Chị Tư. Minh Huệ. Gì? Chị Tư quan cam đi, cam mùa đông ngọt lắm. Cũng được. Tím ba. Chị Quang,
Sao trà không có được nóng vậy? Để tôi đem đi thay. Không cần đâu. Sao luôn cả rót trà cũng không biết chứ? Có phải bây giờ chưa già đã lẩm cẩm không? Lão hóa rồi phải không? Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Là khôn lanh hơn đó. Dạ, khôn lanh hơn. Chị Quang à, sáng mai chị căn dặn nhà bếp nấu cháo nhân sâm cho cha đi. Tôi muốn cha tỉnh lại có cái ăn ngay. Không phải chứ, còn nấu cháo nhân sâm cho cha con có dụng ý gì đây? Thím ba, cháo nhân sâm thì có vấn đề gì chứ? Phải đó, trước giờ anh hai thích ăn cháo nhân sâm lắm mà. Minh Huệ chỉ có lòng hiếu thảo thôi. Hiếu thảo? Độc ác thì có đó. Thím ba, thím nói chuyện lựa lời một chút có được không? Dĩ nhiên thím rất lựa lời rồi, tại con quá đáng thôi. Minh Mẫn và dì ba, một người học trường Tây, một người ít ra đời tiếp xúc không biết mới chịu thôi. Ít nhiều gì con cũng làm đương gia, không lý nào lại không biết. Nhân sâm, không đau không bệnh dùng để tẩm bổ thì được. Nếu là bệnh nặng, ăn nhân sâm không hay chút nào hết. Tôi hoàn toàn chưa nghe có gì không tốt. Nói gì là ít ngồi đáy giếng cũng không có sai. Không biết thì nên hỏi người ta, không nên bắt chước người ta tự tung tự tác như vậy. Chị Quang à, chị nói cho mấy người này biết, bệnh nặng ăn nhân sâm có gì hay không vậy? Nhân sâm là dùng để giữ mạng sống. Người bị bệnh nặng ăn vào sẽ chết không tắt thở. Tam tiểu thư, tôi không có nói lão gia phước lớn mạng lớn, không kiêng kỵ gì cả. Cho nên có nhiều chuyện, đừng nghĩ là có thể giấu được mọi người. Thím ba, không lẽ chị ba không muốn tốt cho cha sao? Thím đa nghi cũng đúng thôi. Thím cũng vì quan tâm bác hai thôi mà. Không lẽ thím không lên tiếng sao? Lỡ như bác hai có chuyện gì không qua khỏi, trong lòng thím bất an lắm. Giờ phút này có lẽ bác hai yếu, không chịu bổ. Nếu như có lòng thì nên nấu cháo Hoài Sơn cho ảnh ăn đi ha. Như vậy thì dù thế nào cũng không có sao mà. Chị Quang à, vậy chị căn dặn nhà bếp nấu cháo Hoài Sơn đi nha. Dạ. Cháo Hoài Sơn lạc quá. Nếu thím là bệnh nhân, cảm thấy bị lạc miệng cũng không có muốn ăn nữa. Theo thím thấy nên thêm miếng thịt nạc cho có vị. Vậy thì đúng cách nhất đó. Dạ, nhị phu nhân. Minh Huệ à, em tính sổ tới giờ này vẫn chưa xong sao? Đành chịu thôi. Lần này cha nhập viện gấp quá, không giao lại chuyện gì hết. Chuyện của cha thì không ai dám đụng vào. Hàng ngày mãn viên phải chi tiêu, tiền nằm viện, tiền thuốc men cũng phải trả nữa. Kính qua đường cũng vậy thôi. Mọi chuyện ở tiệm đều qua tay của cha. Chi phiếu không có chữ ký của cha không rút được. Bây giờ vốn lưu động của tiệm mỗi ngày một cạn. Người làm thì phải nuôi gia đình. Anh thật sự không muốn nợ tiền lương của họ. Nợ ở ngoài đường càng không thể quản lại, có thể nói uy tín rất quan trọng. Bây giờ anh thật sự hy vọng cha mau chóng tỉnh lại. Nếu không cứ tiếp tục như vậy thì nghiêm trọng lắm. Đành tới đâu hay tới đó thôi. À, Minh Huệ à, hay là vậy đi. Em bàn với chú ba, kêu chú chuyển một phần tiền ở xưởng về của Nguy đi, có được không? Dĩ nhiên là không được rồi. Chú không bồi thêm vài cái là mừng lắm rồi. Không chừng bây giờ ông đang đứng nhìn chúng ta chết thế nào. Sương à, mọi chuyện ở bên ngoài giá nào anh cũng phải chống đỡ. Còn trong gia đình, dù sao cũng là người trong nhà, có lẽ có thể bàn bạc được. Con nghĩ tiền tháng kỳ này tạm thời không phát ra. Tại sao chứ? Con muốn phát lương cho người làm chứ. Không phải chứ. Phần của mọi người không đưa, trái lại đưa cho người làm. Đó là lý gì vậy? Không lẽ người làm cần ăn cơm, còn chúng ta không cần ăn cơm hay sao? Thím ba, ai cũng biết bây giờ gia đình xảy ra chuyện. Phát tiền tháng trễ một chút, có gì quan trọng lắm đâu. Thật ra con cũng không muốn như vậy. Chẳng qua bây giờ cha vẫn còn hôn mê, không giao lại chuyện gì. Con đành phải tới đâu hay tới đó thôi. Minh Huệ cũng có cái khổ của cổ. Tôi nghĩ chỉ trễ một chút thôi mà. Chị dành dụm nhiều lắm sao? Lần trước góp tiền chuộc hữu nghiệp sao không thấy chị bỏ ra nhiều hơn đi? Con nói một câu không phát tiền tháng là không phát, thì mọi người phải nghe theo lời con hay sao chứ? Chúng ta đều là người trong nhà, cần gì tính toán chi ly? Nếu là người trong nhà, dĩ nhiên thím không chấp nhất rồi. Khổ nỗi thím sợ có người thừa nước đục thả câu thôi. Lúc thím làm đương gia, mãn viên có chuyện gì chưa bao giờ thím làm phiền một ai hết. Đã nắm sổ sách này, dĩ nhiên phải gánh vác rồi. Không nên chỉ biết có công thì con nhận, có lợi thì con lấy, có nạn thì bắt mọi người cùng chia. Làm đương gia như vậy dễ làm thôi mà. Thôi được, nếu thím đã nói vậy, tiền tháng kỳ này con sẽ không đưa thiếu thím một xu nào hết. Được vậy thì tốt rồi.